Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe full carbon mang thương hiệu Aima. Theo em tìm hiểu trên mạng thì những chiếc xe Aima này được xuất sang thị trường Nhật và được người Nhật rất là tin dùng. Vâng, một chiếc xe full carbon. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, như các bác biết đây, em đang quay cho bác xem một hình ảnh một số xe của bên thị trường Nhật của hãng Aiwa này, bác nhìn thông số rõ đây. Khung đây, khung bên trên khung là có thông số là 1465 gram, tức là nặng 1,4 cân. Vâng, đây chính đây website của chính của bên Nhật đấy, bác nhìn rõ đấy. Bác có thể vào truy cập trang bác nhìn nó rõ hơn bác nhá. Đây là thông số của bên Nhật đây. Hiện tại bên Nhật đang bán giao bán những dòng xe Aiwa ở đây. 1465 gram, tức là 1,4 cân trọng lượng của xe. Và đây là một website chính hãng của bên Nhật các bác nhé. Các bác có thể thêm lên trên mạng để tham khảo thêm. Vâng, và về hình thức không carbon các bác. Hình thức chiếc xe này trên 95% rất là mới, khung carbon, càng carbon Aima AR7099. Đây là những chữ vân carbon trên khung xe các bác, rất là mới đẹp, hầu như là rất ít vết xước. Học yên và yên thì còn rất là mới, phủ trước rất là ít đi xe này. Yên rất là mới các bạn. Túi để đồ theo xe đây. Nhìn hơi cũ nhưng mà chưa rách các bạn nhé. Phanh ba mảnh, hầu như một vết xước. Đây là cái để cho đĩa, à cho xích không chạm vào khung, chứ không phải là xước hay gì. Em tháo ra các bác xem. Đây là website của hãng imatech.com. Và xe sử dụng được trang bị, đây có thể là người dùng trước người ta độ lên của Castleline, ghi đông của Castleline của Mỹ các bác. Edward phanh phụ này phù hợp các bác đam mê cả dòng tua đinh đi đường phố luôn. Đây là may ơ khá là mới. Vành và lốp, thông số lốp là 700 × 28C. Vâng, bây giờ em sẽ đo size cho các bác xem chiếc xe này phù hợp với người cao mét bao nhiêu. Vâng, và size xe là 49, khá phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7. Và theo thông số trên mạng thì chiếc khung này chỉ nặng 1,4 cân, rất là nhẹ các bác nhá. Chiếc xe carbon rất được yêu thích ở thị trường Nhật. Vâng,
Vâng, và xe sử dụng phủ đề Shimano Sora. Đùi đĩa 2 tầng. Và bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Vâng, lên lít. Xe sử dụng cấu hình 8 lít, 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống đĩa, à xuống lít. Chuyển động khá là trơn tru. Rồi, bên lít, à bên đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là tốt. Và chiếc xe Aima AR7099 full carbon đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.